Xin chào quý cô chú anh chị đã đến với kênh chuyên bán nhà phố quận Bình Tân và các quận lân cận của thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay em đang đứng ở trên trục đường Tây Lân này quý cô chú anh chị ơi. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho quý cô chú anh chị một căn nhà nằm trên trục đường Tây Lân với cái diện tích là ngang 4m và dài tới tận 22m luôn nha quý cô chú anh chị ha. Xung quanh của căn nhà là quý cô chú anh chị ha. Nhà được thiết kế là một trệt, hai lầu và sân thượng nha quý cô chú anh chị. Và 5 phòng ngủ và 5 nhà vệ sinh và được chủ ra bán mức giá là 6.350.000.000 nha quý cô chú anh chị ha. Và cùng mời cả nhà ra tham quan mặt tiền của trước nhà này nha. Nhà của chúng ta hiện tại là đang nằm ở hướng, để em chết lại là hướng tây nha quý cô chú anh chị. Nhà hiện tại đang nằm ở hướng tây. Với con đường nhựa trước nhà là quý cô chú anh chị thấy không? 10m chưa tính vỉa hè nha quý cô chú anh chị. Ở đây cũng đây là dãy nhà cao tầng hết nè. Rất là đẹp quý cô chú anh chị ha. Và cùng mời quý cô chú anh chị tham quan mặt tiền của ngôi nhà này nha. Hôm nay em sẽ giới thiệu căn nhà này nha quý cô chú anh chị. Căn nhà này là một trệt, hai lầu ở trên cái sân thượng đó. Rất là 4x22. Với con đường trước nhà là phải nói là 10m chưa tính lề đường nha quý cô chú anh chị ha. Và từ đây quý cô chú anh chị có thể ra tới chợ Nga luôn. Thuộc căn nhà này thuộc đường Tây Lân, thuộc phường Bình Hưng Hòa, Bình Trị Đông A, quận Bình Tân nha quý cô chú anh chị. Thuộc phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân và gần ngay chợ Nga luôn nha quý cô chú anh chị. Ở đây có chợ Nga ở ngay chỗ cái đường Tây Lân quý cô chú anh chị ha. Rất là địa thế rất là tuyệt vời. Ở đây thì gần trường học, gần chợ và gần rất là nhiều. Và từ đây quý cô chú anh chị có thể đi thẳng ra tới hương lộ 2 cũng rất là gần nha. Và đây là những căn nhà xung quanh nè. Quý cô chú anh chị thấy không? Những căn nhà cao tầng hết. Ở đây là khu dãy nhà cao tầng nè. Rất là tuyệt vời. Và cùng mời quý cô chú anh chị vào tham quan căn nhà này nha. Căn nhà này cũng rất là ngang 22 luôn. Được gia chủ ra bán mức giá là 6.350.000.000. Giá này vẫn còn thương lượng và làm việc trực tiếp với chính chủ nha. Nhà thì có hai lớp cửa nè. Một lớp cửa đồng nè và một lớp cửa xanh nè. Ở đây là cái khoảng không gian có thể để được 5-6 chiếc xe máy vẫn bình thường nha quý cô chú anh chị ha. Rất là rộng luôn. Và đây là khoảng phòng cửa bên trong nè, được gia chủ thiết kế bằng cửa sắt. Cửa sắt và kèm theo đó là kính cường lực nha quý cô chú anh chị. Đầy đủ hết rồi quý cô chú anh chị ha. Đã lợp mái luôn rồi nè. Bên trên đã lợp mái luôn rồi. Và đây là phòng khách nè. Phòng khách thì được gia chủ thiết kế hai bên tường đều ốp gạch tầm 1m2. Trần thì thạch cao nè, hoa văn và thêm một bộ đèn led cam nữa nha quý cô chú anh chị. Rất là đẹp luôn. Khoảng không gian này thì quý cô chú anh chị có thể để một bộ bàn ghế nè. Và nếu nhà chúng ta có xe hơi có thể đánh thẳng một chiếc xe hơi vào đến tận nhà luôn, rất là thoải mái. Gia chủ cũng đã thiết kế bộ quạt trần quý cô chú anh chị ha. Và đây là những cái tấm nhựa PVC nè. Những tấm nhựa PVC thêm đường chỉ viền nữa. Quá là tuyệt vời. Và đây là khoảng không gian bếp nè quý cô chú anh chị. Nhà của chúng ta là dài tận 22m luôn, nên gia chủ thiết kế hẳn một phòng ở phía bên trong nữa quý cô chú anh chị ha. Tận 5 phòng và 5 nhà vệ sinh luôn. Khoảng không gian này cũng khá là rộng nè. Khoảng không gian này có thể để được một bộ bàn ghế ăn nè, ở đây nè. Rất là tuyệt vời. Ở dưới cầu thang thì cũng được gia chủ thiết kế không có để diện tích trống luôn, là thiết kế một bộ hầm tủ nè. Ở đây quá trời đẹp luôn. Kệ tủ trên, kệ tủ dưới, rồi bề mặt đá hoa cương nè, đầy đủ hết rồi. Ở trên cũng đã thiết kế một cái quạt trần luôn. Và cùng mời quý cô chú anh chị tham quan phòng phía bên trong nha. Đây là phòng phía bên trong của chú anh chị ha. Đã được gia chủ thiết kế đầy đủ hết rồi nè. Khoảng không gian này. Khoảng không gian này có thể ở được một gia đình rất là thoải mái nè. Nhà tới tận 5 phòng luôn, 5 nhà vệ sinh. Khá là tuyệt vời. Và đây là khoảng không gian của giếng trời của chú anh chị ha. Nhà của chúng ta có một cái giếng trời hẳn luôn. Và tính ra là những cái căn ở trên đó được thiết kế cửa sổ luôn nha quý cô chú anh chị.
Và đây là cái khoảng không gian của toilet nè. Đó, toilet. Toilet được gia chủ thiết kế đầy đủ hết rồi. Đó, bồn cầu lavabo gương soi đầy đủ hết nha. Đó, nhà chúng ta không còn thiếu gì nữa hết. Đó, quá là tuyệt vời, chỉ với 6 tỷ 350 triệu quý cô chú anh chị sẽ sở hữu ngay căn nhà dài tới 22 mét luôn. 4 x 22. Rất là rộng rãi. Và ở đây là có những căn nhà dãy nhà đồng bộ đang xây lên nữa nha quý cô chú anh chị. Họ ngang tới 22 mét luôn, khá là dài nha. Và cùng mời cả nhà lên tham quan lầu 1. Đó, lầu 1. Lầu 1 riêng lầu 1 không là gia chủ đã thiết kế tới 3 phòng luôn, 2 nhà vệ sinh. Phải nói là tuyệt vời. Ở đây là một nhà vệ sinh là quý của chúng chị. Và một phòng master rộng ở phía trước nha. Và có nhà vệ sinh luôn nha quý của chúng chị ha. Đó. Cái này chúng ta mua về có thể kinh doanh dãy nhà trọ được nè. À, làm nhà trọ được nè. Khu này là khu rất là tuyệt vời luôn. Để kinh doanh dãy nhà trọ thì rất là tuyệt vời. Hoặc là mua để ở, hoặc là để làm văn phòng đại diện, hoặc là shop, các shop thời trang hay cái gì cũng được nha quý cô chú anh chị. Tại vì con đường ở trước nhà là rất là rộng, 10 mét luôn. Phải nói là 10 mét cực kỳ rộng luôn. À, và đây là khoảng không gian ở bên trong là phòng cuối nè quý cô chú anh chị. Đó, đã được gia chủ thiết kế đầy đủ rồi. Đường ống máy lạnh đồ đầy đủ hết nha. Đó, và đây là cửa sổ nè. Đó, và đây là cửa sổ. Chỉ với 6 tỷ 350 triệu quý cô chú anh chị sẽ sở hữu ngay căn nhà này. Rất là tuyệt vời. Và đây là cái phòng master lớn ở phía ngoài nè quý cô chú anh chị. Đó, đẹp chưa, đẹp chưa? Rất là rộng. Phòng master này quý cô chú anh chị phải nói là tuyệt vời luôn. Rất là rộng rãi. Nhà dài tận 22 mét nên rất là rộng nha quý cô chú anh chị. Đó, quá trời rộng luôn. Đó, quý cô chú anh chị thấy chưa, rộng chưa? Đó, phải nói là tuyệt vời. Ô, ở đây là đã được gia chủ thiết kế bộ kệ tủ âm tường luôn nè. Đó, âm tường luôn nha quý cô chú anh chị. Phải nói là tuyệt vời luôn á. Kệ bộ kệ tủ âm tường nè. Để Hoàng Ngân sẽ quay rộng cho quý cô chú anh chị xem nè. Và ở trên là có một cái máy lạnh nè, đã được gia chủ thiết kế hẳn luôn rồi. Một bộ kệ tủ khá là đẹp luôn, đầy đủ hết rồi. Tủ xịn đàng hoàng nha quý cô chú anh chị. Rất là cứng cáp. Rèm cửa thì cũng được gia chủ thiết kế luôn rồi nha quý cô chú anh chị ha. Và cùng mời quý cô chú anh chị tham quan ban công. Hiện tại gia chủ đã đóng cửa rồi. Và mời quý cô chú anh chị tham quan nha. Tham quan cái không gian này cũng được. Đó, ban công thì được gia chủ thiết kế là một viên gạch nha quý cô chú anh chị. Đó, ban công thì được gia chủ thiết kế là một viên gạch nè. Đó, tuyệt vời cho quý cô chú anh chị ơi. Có lan can luôn nha. Đầy đủ hết rồi. Và cùng mời quý cô chú anh chị lên tham quan lầu 2. Nhà hiện tại đang nằm ở hướng Tây nha quý cô chú anh chị. Con đường nhựa trước nhà là 10 mét, chưa tính lề đường. Hình như nhà của chúng ta là không có sân thượng nha quý cô chú anh chị ha. Nãy em xin lỗi, em báo lộn nha quý cô chú anh chị. Và đây là toilet là của chú anh chị ha. Đó, đã thiết kế đầy đủ hết rồi. Gạch thì ở full tầm 2,5 mét nha quý cô chú anh chị, tầm 3 mét luôn. Đó, tuyệt vời chưa quý cô chú anh chị ha. Và đây là cái khoảng không gian của phòng phía bên ngoài này quý cô chú anh chị. Đó, một phòng master bên ngoài rất là rộng rãi. Đó, quý cô chú anh chị thấy đẹp chưa? Đó, phòng này có thể làm một phòng thờ được nè. Đó, và có một cái ban công ở phía trước luôn à, đã đầy đủ hết rồi. Đó. Và bên đây là không gian của cái
sân thượng phía sau nè, đã được gia chủ thiết kế một cái khoảng sân thượng phía sau đó. Nhà của chúng ta là ngang 4 dài tới tầng 22 luôn đó, nên khá là rộng rãi luôn. Gia chủ thiết kế hẳn ở phía sau này phải nói là tuyệt vời luôn quý cô chú chị ha. Đó, quá là tuyệt vời luôn quý cô chú chị ơi. Đó, đường ống nước rồi chắc cái này là nhà được trước chủ nuôi cá hay gì nè quý cô chú chị, và cũng có một cái cầu thang để đi lên trên đỉnh nha quý cô chú chị. Đó, nhà đã thiết kế đầy đủ hết rồi. Đó, tuyệt vời chưa. Và nhà đất Hoàng Ngân xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem video của nhà đất Hoàng Ngân, và nhà cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem video của nhà đất Hoàng Ngân, và nhớ đăng ký kênh ủng hộ nhà đất Hoàng Ngân để xem những video tiếp theo. Cảm ơn quý cô chú anh chị rất nhiều.